phiếu mình bỏ luôn thì các bạn xin lên. Các bạn nhìn hai cái phòng này, các bạn đoán phòng nào là phòng sinh viên không? Nhìn ra được không? Còn là phòng sinh viên là phòng phòng tiểu tình thì cuối giờ chúng ta sẽ trả lời cho anh biết. Anh còn là phòng sinh viên là phòng phòng tiểu tình. Anh là bác sĩ Hồ Hoàng Vương đến từ bộ môn chẩn đoán là bệnh viện Trung ương. Thì các bạn có biết tập tại bệnh viện Trung ương không? Chương trình có được là không? Đó thì anh dưới đây là nguyên là trưởng khoa chẩn đoán là bệnh viện Trung ương. Thì mới được điều về từ đầu bây giờ cái thứ hai năm ngoái. Thì nếu mà các bạn cần những năm tiếp theo tập tại Trung ương thì bạn nên phải biết là bây giờ dạy qua cái thứ hai. Cảm ơn mình rất là nhiều. Rồi bây giờ thế này, câu chuyện chúng ta là học phần CT và CT phần dự đoán là chúng ta CT có phần từ 15 đến 20 câu hỏi thi 15 đến 20 câu hỏi thi đó. Nếu như các bạn theo sát bài anh thì các bạn chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa phần CT. Bây giờ sẽ hỏi trong vấn đề đơn giản cho các bạn nghe một những câu rất khó nhất. Còn bài thi thì biết là ai là người đầu tiên phát hiện ra CT? Rengen. Vậy là chúng ta nghi ngờ chúng ta là có 1/10 này. Hình ảnh đầu tiên trên thế giới, TIS, cùng tiếng các bạn học rồi, nó là hình gì? Hình gì? Đó, trên bảng chúng ta là hình bàn tay của ai? Của ai? Xem miếng vỡ của bộ như nhẫn. Xem cảnh tình được là mở. Nhẫn, ok. À, em nhớ, em nhẫn đúng không? Nhẫn. Nhẫn mà nhẫn tay phải hay tay trái? Phải đang tạm được ngủ, tại sao các bạn biết đó là bên phải? Chụp. Tại cái này lịch sử mà ghi lại chúng ta biết bên phải. Chứ nếu mà trong thực hành, các bạn cầm cái tim lên, các bạn sẽ phải bên trái thôi. Các bạn chụp như thế này thì nó là tay trái, các bạn chụp như thế này là bên phải. Thì cho sắp tay nữa, chỉ có một người biết được chụp tay trái hay tay phải. Đó là kỹ thuật viên mà chụp. Người thứ hai là tính bệnh nhân đó, nếu như mà tỉnh táo thì là hai người biết được chụp tương thế. Các bạn thấy hình này có ý nghĩa không? Rengen là người đầu tiên phát hiện ra TIS, và cái hình ảnh đầu tiên trên thế giới về TIS là bàn tay của vợ ông ta. Và sau đó ông ta đặt lên cho Rengen vì cái chuyện này. Thì đại sao sự thành công thì đàn ông các bạn thấy bác cái giống của mình đúng không? Vâng, cái ý nghĩa, cái này liên quan đúng không? Và đằng sau sự thất bại thì đàn ông chắc chắn cũng nghe của người ta. Thành công thì sắp phải cũng không phải chắc chắn anh chưa nghĩ gì đâu chứ. Cô đang qua mình nói gì nè không? Làm cho người đàn bà còn không? Cảm ơn các bạn là người đàn bà chú vợ. Hay không? Một câu hỏi là hay hỏi cái thứ nữa. Tức là đối với sinh viên ba hỏi là các tên gọi sau đây tên gọi nào không phải là tên gọi của ngành chẩn đoán nhỉ? Thì chúng ta thấy chỉ có hình ảnh hiện giờ các bạn gọi quen tên. Nhưng mà nó có rất nhiều tên gọi. Một trong những tên gọi mà lịch sử của lịch sử mà sử dụng đó là ngành điện quang. Điện quang, thậm chí bây giờ chúng ta còn có hội điện quang toàn quốc và đó là cái ngành chẩn đoán. Hôm nay nó chính là một cái công cụ đầu tiên của ngành này là sử dụng điện quang. Một cái tên gọi khác thì nó là có rất nhiều kỹ thuật và quang sinh vật tiên và tự lên. Nhưng chỉ có X quang thì mới được gọi đại diện cho ngành. Lý do đây là kỹ thuật đầu tiên, kỹ thuật xương cổ người ta nói để nhớ nó là gọi là ngành X quang là bao trùm luôn cả cái nhóm ngành khác. Ví dụ các bạn thấy hiện giờ có một cái ký vô số lương bên chùa làm nhiều ví dụ như là bộ môn X quang, hoặc là các bạn đi về các tỉnh các huyện thấy qua nghiên qua X quang, nhưng mà bên trong khoa đó các bạn thấy có siêu âm, CT luôn hết là dư được không? Chúng ta gọi khoa X quang, ngành X quang là điều đó nhưng nó không gọi khoa siêu âm, khoa CT gì đó là ngành sẽ là điều đó. Trong bộ phận cái thứ khác thì X quang thì các bạn biết là hình thành của bộ đó. Ví dụ các tên gọi sau đây, tên gọi nào không phải là cái ngành đó là ngành lâm sàng. Thì nó hình ảnh theo các bạn thì nó là ngành lâm sàng hay cần lâm sàng? Lâm sàng. Nhưng mà lâm sàng là gì? Lâm sàng là khám, lâm sàng là đến giường bệnh nhân đúng không? Lâm sàng là đến giường bệnh nhân, nhìn
sơ nó sẽ lâm sàng chỉ tới từ từ nhìn sơ rõ nghe cả những cái điều gì đó. Thì cần lâm sàng là gì? Là bệnh nhân đến bệnh viện bác sĩ. Dạ. Lúc này lâm sàng là bác sĩ đến bệnh viện bệnh nhân, cần lâm sàng là bệnh nhân đến bệnh viện bác sĩ. Điều làm xung quanh có rất nhiều lao động. Có phải không? À, không, đồ ngăn cần lâm sàng tất cả những gì xung quanh cơ thể của bệnh nhân. Thật ra thì đối với tiền bác lãnh, khi mà các bạn nếu như sau này các bạn tốt nghiệp, các bạn chưa được trú và đội trú tiền bác lãnh, về đây rất là đông, cụ thể trong quá trình 20 bạn đội trú thì các bạn chỉ được bạn thì các bạn đội trú đó vào bắt buộc phải học lâm sàng, bắt buộc đi siêu âm, cái tình trạng nói nghe để chẩn đoán bắt đầu bệnh gì, bắt buộc làm siêu âm và tiếp xúc bệnh nhân xem hồ sơ mình đang xem cái gì để có một hướng để chẩn đoán đúng. Như vậy yếu tố lâm sàng đối với người tiền bác lãnh trước hết là đã có. Yếu tố thứ hai nữa là gì? Là điều trị. Theo các bạn thì đó là có điều trị. Nếu như các bạn chưa học và học kiến của bạn trong chương trình học của mình đó sẽ chia thành hai phần lớn. Phần đầu tiên là đại cương về các loại kỹ thuật. Phần thứ hai là định học của từng ngành cơ quan. Thì trong cái phần đại cương về các loại kỹ thuật của bạn sẽ có đại cương về X quang, về siêu âm, về siêu âm, về phòng ứng cần và về học can thiệp. Và trong cái trường hợp chuyên ngành có thể điều trị tối hiệu và hiệu quả tối đa cho bệnh nhân. Và cái gì? Ví dụ như các bạn thấy những khối ung thư gan thì ta sẽ tiêm thuốc nhiều khối ung bằng theo đường đường trực đi xuyên qua mạch máu bơm khối ung thư gì. Còn là những cái thuốc bệnh là máu não thì cái phong tiêm thì hẹn mạch vành thì người chẩn đoán thì cũng làm như vậy. Hình ảnh học ngày hôm nay không chỉ chẩn đoán không chỉ chẩn đoán mà còn điều trị can thiệp. Do đó người ta để tên chẩn đoán là sẽ để kẻ bộ nhận đó là cái ngành và lâm sàng. Người ta bỏ tên chẩn đoán đi, người ta dùng biểu hình ảnh học liên quan. Thì hình ảnh học liên quan được xem như là ngã ba giữa lâm sàng và chẩn đoán sàng. Như vậy khi các bạn khi chúng ta hay có câu hỏi thì đó là cái chuyên ngành phụ nhóm gì? A lâm sàng, B lâm sàng, xin tham gia ba lâm sàng và lâm sàng để tăng lên. Thế tức là tùy theo công việc, nếu mà bạn là X quang không thì có thể là chúng ta đơn thuần là người khác hỗ trợ. Nhưng nếu bạn có thêm siêu âm với bệnh sinh thêm hai thì công việc khác sẽ bổ sung. Như vậy đó là một chuyên ngành không phải chỉ nhìn thì làm. Và các bạn phải nắm được dịch tế học, nắm được bệnh học, nắm được tăng cám để cho ra cái bệnh rất phù hợp nhất. Đó là khi mình sẽ bắt đầu. Nếu mà tiếng Nam thì các bạn dùng chữ imaging và tiếng Pháp là imaging medical, không phải chuyên ngành. Vậy chính ra là chúng ta có bốn tên gọi khác nhau. Các bạn có một cái thầy lớn của là thầy Tài Chí Kinh, thầy Tài Chí Kinh là thầy dạy X quang và liên lương. Thầy đã nói chẩn đoán hình ảnh là cái bóng của sự thật. Cái bóng của sự thật tức là mình cứ làm mọi chuyện để tiếp cận sự thật bằng thông qua những thông tin và thông qua những phương pháp tạo ảnh. Còn sự thật thì không thấy được, chúng ta là cái bóng của sự thật. Như vậy nội soi không phải là chẩn đoán hình ảnh. Nội soi chúng ta coi và chúng ta thấy được cái tổn thương. Thì nội soi có thể nói là tự tin, tự cơ, tự tâm đồ, tự thấy trí bộ. Thông qua những cái biểu đồ thì thường là thì cũng không thường thì các bạn cũng nói rằng là siêu âm, chứng khoa, siêu đi và chúng ta được là cái bóng của sự thật. Và chúng ta sẽ biết tìm sự thật trong trí bộ đó. Đây là cái bóng của sự thật, còn đây là sự thật. Các bạn thấy rõ ràng chuyên ngành của tôi đây, chuyên ngành của các bạn khác và thấy điều đó là tội chia sẻ không cảm tối ngày nhìn cái bóng không còn truyền tập đây, nhưng mà truyền tập nhìn thấy nó không đẹp, nó còn cái truyền tập nó còn vẫn đậm luôn đúng không? Và cái bóng thì là đẹp hơn truyền tập đúng không? Nhìn cái bóng hơn đấy, nhìn truyền tập đây không về cho tôi là cái bóng. Rồi hình ảnh họ đi qua là cái bóng của truyền tập và người làm việc đó là sẽ dùng những vũ khí để điều chỉnh truyền tập. Nhưng mà biết đó là cái gì? Đừng hồ sơ cho đến nâng cao. Đây một cái slide cũng là không phải đi kỹ thuật nào sau này không liên quan đến di sản đó là kỹ thuật. Thì các bạn thấy có hai kỹ thuật cơ bản lên tại đó là X-quang và siêu âm. X-quang và siêu âm. Thì sau đó chúng ta sẽ nâng cấp lên là các CT cộng điện từ DSA. DSA là kỹ thuật mà chụp mạch máu số hóa sáng lên một cái điểm kỹ thuật của hình ảnh học can thiệp. Và cuối cùng là y học hạt nhân. Chúng ta có 6 loại vũ khí này để tiếp cận sự thật. Thì trong đó y học hạt nhân thì nhận tách ra thành một chuyên ngành riêng, thành một bộ môn y học hạt nhân. Chúng ta còn lại 5 kỹ thuật cơ trong kỹ thuật chính. Thì trong 5 kỹ thuật này, siêu âm và cộng hướng từ là 2 kỹ thuật vô hại, không
liên quan đến chia sẻ. Các bạn is quen là những cái is xin tên là is quen các đất liên quan bản chất nó kiểu gì is và đề ra các bạn bản chất nó là những cái is chụp lên chụp mặt bóng sau đó số hóa nó đi và xóa cái nền tất cả những cái gì không thuộc mặt bóng để nó chỉ thể hiện mặt bóng và làm việc trên mặt bóng. Chúng ta can thiệp trên mặt bóng. Mặt bóng là những cái gì các bạn có thể theo từng mặt bóng có thể tìm thuốc gì đó một cái gì đó. Thì chúng ta có 5 tuần này và 5 tuần này ví như là 5 lần những cái tiêu chuẩn đặt và người là người ta đặt ngày hôm nay chúng ta không có bác sĩ siêu âm, không có bác sĩ CT, không có bác sĩ phẫu thuật từ, tức là không có bác sĩ chuyên về kỹ thuật. Thật ra vẫn còn một số người mà đi siêu âm riêng là lịch sử để lại. Đúng ra thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ đi theo hệ cơ quan và bây giờ các bạn học sẽ thấy theo hệ cơ quan. Hệ cơ quan đó là sao? Các bạn có nội thần kinh, ngoại thần kinh thì bác sĩ sẽ học thần kinh. Các bạn có ngoại thần kinh, nội hô hấp thì các bạn có thể nên học lồng ngực. Các bạn có ngoài lồng ngực có nội tim mạch thì các bạn có thể nên học tim mạch. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ có học thần kinh để học xương khớp và học gan mật tim hóa và đó là những bài ở phần hai phần học. Thì xu thế chung là như vậy, xu thế chung là người làm việc đó là sẽ làm được hết tất cả ít nhất là 4 loại kỹ thuật này cho mỗi hệ cơ quan và cái này là cái tùy chọn của mỗi nhà làm sao để cái gì mình làm. Thì năm lần lưu ý này các bạn thấy thứ tự đây là square như là theo góc siêu âm đi xuống lục đi xây dựng ra đây là sự từ chúng đi tăng cái này dữ dội hơn chúng ta có thể xa này như là sẽ tăng và tất cả những cái vũ khí này sẽ giúp chúng ta duy trì sự ngành. Còn đây là đi học bệnh nhân Nhiều người và nó những cái định thua anh lai những định thân sinh vật là khác như vậy và đây là đôi chuyện mình hay cho biết. Mục tiêu hiểu CT là cái gì, mục tiêu thứ hai là ứng dụng của CT, đó là mục tiêu của lớp này. Còn những lớp khác ví dụ như lớp kiểu công bộ, lớp cao học thì là mục tiêu của lớp đó là gì, là sử dụng của bạn của lý này, tức là sử dụng ví dụ đây là ca hay là kiểu công bộ hay là lớp hay là nghiên cứu sinh kiểu con hai kiểu con hai ở mỗi lớp các bạn thì biết là nhìn qua thấy cái quy chơi thì sao? Đó, ok, tôi đi vòng vòng để vô bài. Bài thơ đây là CT, cho đó một cái chữ thứ hai các bạn phải nhớ ngoài chữ đơn nghe để biết thì bây giờ mình chữ hai tiêu của bạn tôi biết. Hai tiêu là ông này. Ok, 1972, hai tiêu là người đầu tiên trên thế giới giới thiệu về máy CT, phát minh ra máy CT. Và các bạn thấy là ông cũng đặt giải Nobel đi học tương tự như Röntgen. Thì Röntgen là người đầu tiên phát hiện ra tia X. Còn Hirschfield, các bạn nhớ thì cái tên Hirschfield bởi vì có tên của ông này trong cái thang sáng tương tự như CT. Cái tên cực kỳ quan trọng các bạn phải biết đến chúng ta. Thì Hirschfield là người phát minh ra máy CT. Các bạn có bị được phát hiện sống tên đâu? Phát hiện là nó tồn tại trong thế giới được thế giới của CT và nó phát minh ra là Hirschfield. Cũng như vợ là chúng ta phát hiện, mà con chúng ta phát minh được một điều lớn này các bạn sẽ phát hiện là đó sau này cũng là vợ nó phát minh. Phát minh là chỉ sau đó là Hirschfield. Ok, bây giờ chúng ta thấy là mãi đến năm 91 thì Việt Nam mới có máy CT đầu tiên. Máy CT đầu tiên ở Việt Nam nằm miền Bắc của Việt Nam. Miền Bắc. Miền Bắc là một tỉnh Việt Xô, và máy cộng hưởng từ đầu tiên ở Việt Nam là nằm ở Việt Nam, nằm ở trường Việt Công, nằm ở trung tâm trường đó liên quan hòa hảo về đích đó. Máy đầu tiên hiện giờ là cái máy này đã chuyển từ Việt Xô lên thành phố Lào Cai. Các bạn biết Lào Cai là đâu không? Miền Bắc, Tây Bắc. Tây Bắc, một cái tỉnh Tây Bắc, nhưng mà nó nằm dưới chân Sapa. Ở đây các anh đi Sapa chưa? Nó lên Sapa chưa? Thì đó thì nó sẽ có, nếu các bạn đi cao tốc hay là các bạn đi xe lửa thì các chạm ở ngay dưới chân Sapa là Lào Cai. Các bạn sẽ đi thăm cái CT đầu tiên của Việt Nam.
bây giờ thì chuyển từ bệnh viện tỉnh Lào Cai qua bệnh viện sản nhi Lào Cai, cái tên này là bệnh viện hiện còn Lào Cai thì sáng biên giới lúc khoảng 2 cây số, các biên giới khoảng 2 km, 2-3 km thì các bạn sẽ thủ lên.